Hi, chào các bạn, hy vọng là các bạn vẫn chưa quên mộc đen nha. Thời gian gần đây mình cũng khá bận nên là cũng ít lên video để chia sẻ đến các bạn các mẫu mộc đen á. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cánh mình mộc đen bé vịt này nha. Về nguyên liệu thì mình vẫn sử dụng lamel cotton loại 50g và kim mốc là 2.5mm. Để mốc bé này thì các bạn mình nên học các mũi mốc đen cơ bản trước, cũng như là cách tạo vòng tròn ma thuật thì các bạn mốc bé này nó sẽ dễ dàng hơn nha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái sản phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mốc lên bé vịt này nha các bạn. Mình sẽ làm phần đầu và phần thân trước nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy da lên màu trắng và tạo một cái vòng tròn ma thuật trước nha. Đây là cách mình tạo vòng tròn ma thuật nha các bạn. Mình đưa kim mốc vào, lấy sợi len phía trong ra ngoài. Tại đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này nha. Mình đâm kim vào vòng tròn, đi qua cả hai sợi dây len như thế này. Kim mình sẽ đặt trên len nha các bạn. Do mũi móc đơn mình móc là mũi móc đơn hình chữ X đó, nên là kim mình sẽ đặt trên len nha. Sau đó mình sẽ lấy len qua. Mình được một mũi. Mình sẽ móc tổng cộng là 6 mũi nha. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi. Và 6 mũi. Sau đó thì mình sẽ nắm cái sợi len ngắn này nè, mình kéo cho cái vòng nó siết lại nha. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, chân móc của một móc đơn đầu tiên các bạn. Đây là chân móc đầu tiên. Sau đó mình lấy len kéo len đi qua chân móc. Và mình kéo len đi qua vòng dây bên đây. Cái này chúng ta gọi là mũi trượt nha các bạn. Như vậy là mình đã móc xong hàng đầu tiên rồi đó các bạn. Để lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này chúng ta sẽ tăng mũi toàn bộ nha, tức là ở mỗi một chân móc như thế này mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên ngay tại vị trí mà chúng ta mới vừa móc cái mũi trượt các bạn. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, mình móc một mũi móc đơn, sau đó mình sẽ móc tiếp mũi móc đơn thứ hai cũng vào chung chân móc này luôn nha. Như vậy là ở chân móc đầu tiên chúng ta đã tăng mũi xong. Mình sẽ dùng kim để đánh dấu cái mũi đầu tiên lại nha các bạn, để một lát nữa mình kết hàng cho dễ nha. Đây là chân móc thứ hai, đây là chân móc đầu tiên này các bạn. Mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên này. Như vậy ở chân móc tiếp theo mình cũng móc vào hai mũi móc đơn. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi nha. Mỗi một chân móc mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn. Đây mình đã móc xong hàng thứ hai rồi nè các bạn. Hai cái chân móc này chúng ta không có móc vào nha các bạn. Đây là mũi trượt lúc chúng ta kết cái hàng đầu tiên á, còn đây là cái mũi móc xích lúc chúng ta móc lên hàng thứ hai. Vì vậy là mình sẽ không có móc vào hai cái mũi này nha các bạn. Tới đây là mình đã đủ 12 mũi móc đơn rồi. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng thứ hai này lại. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Đây là chân móc đầu tiên. Mình cũng dùng kim để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại nha. Bạn nào mình quen nhìn mũi đầu tiên rồi á thì mình không cần dùng kim đánh dấu cũng được. Ở chân móc thứ hai mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn, tức là mình sẽ tăng mũi ở chân móc thứ hai nha. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo thì mình sẽ tăng mũi. Như vậy ở hàng thứ ba này chúng ta sẽ móc cái cụm là một mũi móc đơn, sau đó chúng ta tăng mũi, một mũi móc đơn, sau đó chúng ta tăng mũi. Mình cứ lặp lại cái cụm là 1x 1V và mình lặp lại là 6 lần nha các bạn. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi. Ký hiệu của tăng mũi là chữ V nha các bạn. Như vậy chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Đây mình đã móc xong hàng thứ ba rồi nè các bạn. Các bạn nhớ kiểm tra lại xem là mình đã móc đủ 18 mũi móc đơn chưa nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái ghim này ra.
Mình đâm kim vào chân móc đầu tiên này, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng thứ ba này lại. Để đến hàng thứ tư, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư này, mỗi một chân móc như thế này, các bạn sẽ móc vào giúp mình một mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên nè. Mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Bạn nào mình chưa quen nhìn mũi đầu tiên á thì các bạn nhớ dùng nghiêm để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại nha. Để một lát nữa các bạn kết hàng á thì nó sẽ dễ hơn nha. Đây mình đã móc xong hàng thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Các bạn nhớ kéo siết chặt lại nha, để cái phần mình cái đường mình kết hàng á nó không có bị lộ nhiều nha. Để lên hàng thứ năm, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ năm này, đầu tiên các bạn sẽ móc liên tiếp giúp mình là 6 mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai. Mình được 2 mũi rồi đã các bạn, mình móc 6 mũi nha. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi và 6 mũi. Sau đó ba chân móc tiếp theo, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào 2 mũi móc đơn nha. Tức là mình sẽ móc liên tiếp là 3 mũi V nha các bạn. Chân móc tiếp theo này mình cũng tăng mũi. Chân móc tiếp theo này mình cũng tăng mũi. Sau đó thì các bạn sẽ móc liên tiếp giúp mình là 6 mũi móc đơn nha. Mỗi một chân móc mình móc vào một mũi móc đơn và mình sẽ móc liên tiếp là 6 mũi như vậy. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi. 6 mũi. Bây giờ chúng ta còn lại 3 chân móc nè các bạn. Ở 3 chân móc cuối cùng này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào 2 mũi móc đơn nha. Chân móc tiếp theo này mình cũng móc vào 2 mũi móc đơn. Đây là chân móc cuối cùng, mình cũng móc vào 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình móc xong hàng thứ năm rồi đã các bạn. Móc xong hàng thứ năm này chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 mũi nha. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng thứ năm này lại. Để lên hàng thứ sáu, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ sáu này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Và mình sẽ móc tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai cũng một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết cái hàng thứ sáu này nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cuối hàng thứ sáu này nha. Đây mình đã móc đến cuối hàng thứ sáu rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Để đến hàng thứ bảy, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ bảy này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Ở chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn, tức là mình tăng mũi. Sau đó thì mình sẽ móc liên tiếp là 6 mũi móc đơn nha. Một mũi nè. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi. 6 mũi. Sau đó thì chúng ta sẽ móc cái cụm 1x 1V và lặp lại 3 lần giống như khúc này mình móc rồi các bạn, mình sẽ lặp lại nha. Đầu tiên sẽ là chân móc này sẽ là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo mình là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo này mình sẽ tăng mũi. Mình sẽ móc liên tiếp là XV 3 lần các bạn.
Như vậy chân móc này mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc này mình sẽ tăng mũi. Sau đó thì chúng ta sẽ còn lại 6 chân móc, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 và 6. Như vậy là mình móc xong hàng thứ 7 rồi đó các bạn. Bây giờ mình cũng kết cái hàng này lại nha. Để lên hàng thứ 8, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 8 này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Mình sẽ móc tổng cộng là 30 mũi móc đơn nha các bạn. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 cũng tương tự như vậy, chân móc thứ 3 một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng này nha. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ 9, tại đây các bạn móc lên giúp mình một bộ móc xích. Hàng thứ 9 đầu tiên mình sẽ móc liên tiếp là 3 mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2, một mũi móc đơn. Chân móc thứ 3, một mũi móc đơn. Sau khi móc đủ liên tiếp 3 mũi móc đơn rồi thì chúng ta sẽ giảm mũi nha. Mình sẽ đâm kim vào một cạnh trước như thế này. Sau đó mình đâm kim vào cạnh trước của chân móc tiếp theo. Sau đó mình lấy len, kéo len đi qua. Mình quấn len, kéo len đi qua hai vòng dây này. Cái này chúng ta gọi là mũi giảm tàng hình nha các bạn. Và ký hiệu của giảm mũi là chữ A nha. Như vậy hàng này chúng ta sẽ móc cái cụm là 3X1A. Mình móc 3 mũi móc đơn liên tiếp. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm mũi. Và mình cứ lặp lại cụm này 6 lần nha. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ còn lại 24 mũi nha. Như vậy mình sẽ móc liên tiếp là 3 mũi móc đơn nha các bạn. 1 2 3. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi. Như vậy là mình được hai cụm, cụm thứ ba nha các bạn. Đầu tiên cũng 3 mũi móc đơn. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi, sau đó thì mình sẽ giảm mũi. Mình được 3 cụm. Các bạn làm tương tự như vậy đối với 3 cụm còn lại nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cuối hàng thứ 9 này nha. Đây mình đã móc xong hàng thứ 9 này các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ 10, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 10 này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 mình móc vào một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi nha. Như vậy hàng thứ 10 này chúng ta sẽ móc cái cụm là 2X1A. Mình móc liên tiếp 2 mũi móc đơn, sau đó chúng ta giảm mũi. Và mình cứ lặp lại cái cụm 2X1A này 6 lần nha các bạn. Móc xong hàng này thì mình sẽ còn 18 mũi nha. Như vậy chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo cũng một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi. Mình được hai cụm. Cụm thứ ba nha các bạn. Đầu tiên là 2 mũi móc đơn nha. 1 mũi, 2 mũi, sau đó thì mình giảm mũi. Các bạn cứ làm tương tự như vậy đối với 3 cụm còn lại nha. Sau khi móc đến cuối hàng thứ 10 rồi thì mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại nha. Để lên hàng thứ 11, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 11 này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi.
Như vậy ở hàng thứ 11 này chúng ta sẽ móc cụm là một mũi móc đơn, sau đó chúng ta giảm mũi, một mũi móc đơn, sau đó chúng ta giảm mũi. Và các bạn cứ lặp lại cái cụm 1x1a 6 lần nha. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ còn 12 mũi. Như vậy chân móc tiếp theo này mình sẽ móc vào một mũi móc đơn, sau đó thì mình giảm mũi. Đây mình móc đến cuối hàng thứ 11 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng kết cái hàng này lại luôn nha. Để lên hàng thứ 12, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ dồn một ít bông gòn vào, sau đó mình sẽ móc hàng thứ 12 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ 12 nha các bạn. Hàng thứ 12 này, đầu tiên các bạn sẽ móc liên tiếp giúp mình là 4 mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn là mình được 2 mũi rồi đó các bạn. 3 mũi. 4 mũi. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm mũi nha. Giảm mũi xong thì mình sẽ móc liên tiếp là 4 mũi móc đơn. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. Và 4 mũi. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm mũi nha. Đây là hai chân móc cuối cùng này các bạn. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ còn 10 mũi nha các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng thứ 12 này lại. Để lên hàng thứ 13, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 13 này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha các bạn. Mình sẽ móc là 10 mũi móc đơn. 1. Chân móc tiếp theo này cũng một mũi móc đơn. 3 mình đã móc liên tiếp đủ 10 mũi móc đơn rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình móc một mũi trượt, mình kết cái hàng thứ 13 này lại nha các bạn. Để lên hàng thứ 14, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 14 này chúng ta cũng móc tương tự như hàng thứ 13 vừa rồi nha các bạn. Mỗi một chân móc các bạn sẽ móc vào giúp mình một mũi móc đơn. Và từ hàng thứ 14 đến hàng thứ 18 chúng ta sẽ móc giống nhau nha. Cứ mỗi hàng thì các bạn cứ móc vào 10 mũi móc đơn. Mỗi một chân móc mình móc vào một mũi móc đơn. Và các bạn nhớ là sau khi mình móc đến cuối hàng thì mình cũng kết cái hàng đó lại. Sau đó thì mình móc lên một mũi móc xích. Rồi sau đó thì mình mới móc các mũi móc đơn của hàng đó nha. Móc xong thì mỗi hàng chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 mũi. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cuối hàng thứ 18 nha. Đây mình đã móc đến cuối hàng thứ 18 này nè các bạn. Các bạn nhớ dùng bông gòn vào trong luôn nha. Bây giờ mình sẽ kết cái hàng này lại. Để đến hàng thứ 19, tại đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ 19 này, đầu tiên mình sẽ móc liên tiếp là 4 mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Sau đó đến chân móc thứ 5 này, mình sẽ tăng mũi nha. Mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ móc liên tiếp 4 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Bây giờ mình còn một chân móc cuối cùng này các bạn. Ở chân móc cuối cùng này, mình sẽ móc vào 2 mũi móc đơn nha. Mình sẽ tăng mũi ở chân móc cuối cùng này. Như vậy là mình móc xong hàng thứ 19 rồi đó các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên này, mình móc một mũi trượt để mình kết cái vòng này lại. Để lên hàng thứ 20, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 20 này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Mình sẽ móc tổng cộng là 12 mũi móc đơn nha các bạn. Đây là chân móc đầu tiên nè. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn.
Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng này nha. Sau khi móc đến cuối hàng rồi thì mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ 21, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 21 này mình sẽ móc tương tự như hàng thứ 3 nha các bạn. Ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Tức là mình cứ móc cái cụm là một mũi móc đơn, sau đó chúng ta tăng mũi và mình có lặp lại cụm này 6 lần nha. Móc xong hàng này thì mình sẽ có là 18 mũi. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết hàng này nha. Đây mình đã móc xong hàng thứ 21 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng kết cái hàng này lại nha. Để lên hàng thứ 22, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 22 này, đầu tiên mình sẽ móc liên tiếp hai mũi móc đơn nha các bạn. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo, một mũi móc đơn. Như vậy là mình được hai mũi móc đơn liên tiếp rồi. Đến chân móc thứ ba này, mình sẽ tăng mũi nha. Như vậy hàng này chúng ta sẽ móc cái cụm là hai mũi móc đơn, sau đó chúng ta tăng mũi 2x1v và mình cũng lặp lại 6 lần nha các bạn. Móc xong hàng thứ 22 này chúng ta sẽ có là 24 mũi nha. Như vậy chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn là hai mũi móc đơn rồi đó các bạn. Sau đó thì mình sẽ tăng mũi. Đây mình đã móc xong hàng thứ 22 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng kết cái hàng này lại nha. Để lên hàng thứ 23, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 23 này mỗi một chân móc mình móc vào một mũi móc đơn nha các bạn. Mình sẽ móc tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thứ 23 rồi thì mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình móc mũi trượt mình kết cái hàng này lại nha. Để đến hàng thứ 24, tại đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ 24 này, đầu tiên các bạn sẽ móc liên tiếp giúp mình là 3 mũi móc đơn nha. Đây là chân móc đầu tiên, mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Đến chân móc thứ tư thì mình sẽ tăng mũi nha. Như vậy hàng này chúng ta sẽ móc cái cụm là mình sẽ móc liên tiếp 3 mũi móc đơn, sau đó mình tăng mũi 3x1v và mình cũng lặp lại 6 lần nha các bạn. Móc xong hàng thứ 24 này chúng ta sẽ có là 30 mũi. Như vậy tiếp theo thì mình sẽ móc liên tiếp 3 mũi móc đơn nha. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi, sau đó thì mình sẽ tăng mũi. Mình được hai cụm rồi đó các bạn. Các bạn làm tương tự như vậy đối với các cụm còn lại nha. Em mình móc xong hàng thứ 24 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc mũi trượt mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ 25, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 25 này, mỗi một chân móc như thế này, mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha và mình sẽ móc tổng cộng là 30 mũi móc đơn. Đây là chân móc đầu tiên nè các bạn.
Chân móc tiếp theo cũng một mũi móc đơn. Cứ mỗi một chân móc thì mình móc vào một mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cuối hàng thứ 25 này nha. Đây mình đã móc xong hàng thứ 25 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình làm móc mũi trượt mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ 26, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 26 này mình sẽ móc tương tự như hàng thứ 9 nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ móc liên tiếp 3 mũi móc đơn. Một mũi chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã được 3 mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi nha. Như vậy hàng này mình sẽ móc cái cụm là 3x1a và mình sẽ lặp lại cụm này 6 lần nha các bạn. Tương tự như hàng thứ 9 vừa rồi mình móc á. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ còn là 24 mũi nha. Đây mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt. Để lên hàng thứ 27, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 27 này, đầu tiên mình sẽ móc liên tiếp 2 mũi móc đơn nha các bạn. Nó sẽ tương tự như hàng thứ 10 vừa rồi mình móc nha. Chân móc tiếp theo này, mình móc vào một mũi móc đơn. Như vậy là mình được 2 mũi móc đơn rồi đó các bạn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi nha. Và mũi xong thì mình sẽ móc liên tiếp 2 mũi móc đơn. Một mũi. Hai mũi. Sau đó thì mình giảm mũi. Móc xong hàng này thì chúng ta sẽ còn 18 mũi nha các bạn. Đây mình đã móc xong hàng thứ 27 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng kết cái hàng này lại nha. Để lên hàng thứ 28, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ dồn một ít bông gòn vào, sau đó mình sẽ móc tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ móc hàng thứ 28 nha các bạn. Hàng thứ 28 thì mình sẽ móc tương tự như hàng thứ 11 nha các bạn. Ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi. Mình cứ móc một mũi móc đơn, sau đó thì mình giảm mũi và mình cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Em mình đã móc đến cuối hàng thứ 28 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc mũi trượt để mình kết cái hàng thứ 28 này lại. Để lên hàng thứ 29, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 29 này mình sẽ giảm mũi toàn bộ nha các bạn. Mình đâm kim vào cạnh trước của chân móc đầu tiên. Cạnh trước của chân móc tiếp theo mình lấy lên qua. Mình được một mũi giảm. Hai mũi. Đây mình móc đến cuối hàng thứ 29 rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc mũi trượt mình kết cái hàng này lại. Sau đó mình sẽ kéo ra một đoạn len nha các bạn. Bạn nào mình dồn len chưa có đủ thì các bạn mình cứ dồn len thêm nha. Sau đó thì mình sẽ dùng kim khâu len để mình khâu cái phần ở trên cùng mình lại nha các bạn.
Sau đó mình sẽ đâm kim vào cạnh trước của mỗi chân móc nha các bạn. Như thế này nha. Cái len màu trắng thì các bạn nó hơi khó nhìn đó. Các bạn chỉ cần đâm vào mỗi cạnh trước là được rồi nha. Sau đó thì mình sẽ nắm và mình kéo. Thì cái phần phía trên thì nó sẽ rút lại như thế này nha. Mình sẽ kết len và giấu cái phần len thừa này luôn. Mình sẽ giấu len vào trong. Như vậy là mình đã làm xong phần đầu và phần thân rồi đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ móc cái chân nha các bạn. Chân thì mình sẽ móc hai cái và mình sẽ móc bằng dây len màu cam nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy dây len màu cam, mình tạo một cái vòng tròn ma thuật trước nha các bạn. Tại đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc 4 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này nha. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi. Sau đó mình sẽ nắm cái sợi len ngắn này nè, mình kéo cho cái vòng nó siết lại. Sau đó thì mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình móc một mũi trượt và mình kết cái vòng này lại nha. Như vậy là mình đã móc xong hàng đầu tiên rồi đó các bạn. Để lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này chúng ta sẽ tăng mũi toàn bộ nha các bạn, tức là ở mỗi một chân móc mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn. Cách móc thì nó cũng tương tự như mình móc phần đầu vậy đó các bạn. Móc xong hàng thứ hai này chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 mũi nha. Đây mình đã móc xong hàng thứ hai nè các bạn, mình móc đủ 8 mũi rồi nè. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng thứ hai này lại. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai mình sẽ tăng mũi và mình cứ lặp lại là một mũi móc đơn, sau đó mình tăng mũi. Chân móc này mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Sau đó thì ở chân móc này mình sẽ tăng mũi. Đây mình đã móc xong hàng thứ ba này các bạn. Móc xong hàng thứ ba này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi nha. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái vòng này lại. Để lên hàng thứ tư thì đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư này mình sẽ móc toàn bộ là mũi móc đơn nha. Mỗi một chân móc như thế này mình sẽ móc vào một mũi móc đơn và mình sẽ móc tổng cộng là 12 mũi nha các bạn. Đây mình đã móc xong hàng thứ tư này các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc mũi trượt để mình kết cái hàng thứ tư này lại. Tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ gặp đôi lại nha. Ở hàng thứ tư này nè các bạn, mình móc xong là mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi, thì mình gặp đôi lại như thế này. Thì mỗi cạnh chúng ta sẽ có là 6 mũi nha. Mình gọi đây là mặt trước, còn đây là mặt sau nha. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên và mình móc một mũi kép đơn nha các bạn. Mũi kép đơn thì mình sẽ quấn một vòng len, sau đó mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Và mình sẽ đâm kim vào chân móc ở cái mặt sau luôn nha các bạn. Như thế này nha. Mình lấy len qua. Quấn len kiểu len qua hai vòng dây đầu tiên.
quấn lên kéo lên đi qua hai vòng dây còn lại, mình được một mũi kép đơn. Ở trong móc tiếp theo này mình cũng móc vào một mũi kép đơn và mình cũng đâm kim chân móc ở mặt trước và chân móc ở mặt sau luôn nha. Ở chân móc tiếp theo này mình sẽ móc vào một mũi trượt, mình đâm kim vào chân móc này và ở mặt sau luôn nha. Mình lấy lên qua, mình kéo lên đi qua vòng dây bên đây. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Ở chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Bây giờ mình còn chân móc cuối cùng là các bạn, ở chân móc này thì mình sẽ móc vào một mũi trượt nha. Sau đó tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích, các bạn kéo ra một đoạn lên rồi mình cắt lên nha. Cái phần lên thừa này mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu đi luôn nha các bạn. Như vậy là mình đã làm xong phần chân rồi các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần cánh nha. Cánh tay thì mình sẽ làm bằng dây len màu trắng nha các bạn. Mình cũng làm hai cái nha. Về cách móc thì nó cũng gần tương tự như mình móc phần chân vậy đó. Đầu tiên thì mình cũng lấy dây len rồi mình tạo một cái vòng tròn ma thuật trước nha các bạn. Tại đây mình cũng móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình cũng móc 4 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này nha. Một mũi, hai mũi, ba mũi và bốn mũi. Mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình móc một mũi trượt, mình là kết cái vòng này lại nha. Trở lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai này mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Ở chân móc cuối cùng này mình sẽ tăng mũi. Như vậy là mình móc xong hàng thứ hai rồi đó các bạn. Móc xong hàng thứ hai này chúng ta sẽ có là 6 mũi nha. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình cũng móc một mũi trượt nha. Mình lận mặt này ra ngoài nha các bạn. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba này mình sẽ tăng mũi. Sau khi tăng mũi xong thì chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo cũng móc vào một mũi móc đơn. Và ở trong móc cuối cùng này mình sẽ tăng mũi. Như vậy là mình móc xong hàng thứ ba rồi đó các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào cho móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Để đến hàng thứ tư, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư này mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha các bạn. Đây chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Đây mình móc xong hàng thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kế cái hàng này lại.
Để lên hàng thứ 5, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ 5 này, chân móc đầu tiên mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ giảm mũi. Sau khi giảm mũi xong thì mình sẽ móc liên tiếp hai mũi móc đơn. Một mũi. Hai mũi. Ở hai chân móc cuối cùng này mình sẽ giảm mũi nha các bạn. Như vậy là mình móc xong hàng thứ 5 rồi đó các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình móc một mũi trượt và kết cái hàng này lại. Tại đây các bạn sẽ kéo ra giúp mình một đoạn len nha và mình sẽ cắt len. Các bạn nhớ chừa ra một đoạn len dài nha để một lát đó mình khâu vào phần thân á. Mình sẽ dùng kim khâu len để mình khâu cái phần ở trên đây nha các bạn. Mình sẽ đâm kim vào một cạnh trước nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ kéo xếp lại. Như vậy là mình làm xong cái tay rồi đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần phần mỏ vịt nha, phần miệng của vịt đó. Đối với phần miệng thì đầu tiên mình cũng tạo một cái vòng tròn ma thuật trước nha các bạn. Sau đó thì mình cũng móc vào cái vòng tròn này 4 mũi móc đơn nha. Mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên để mình móc một mũi trượt. Để lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn nha, tức là mình sẽ tăng mũi toàn bộ hàng này. Móc xong hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi nha các bạn. Đây mình đã móc xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này, mỗi một chân móc mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Mình sẽ móc tổng cộng là 8 mũi móc đơn nha các bạn. Để mình móc xong rồi này các bạn, bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái vòng này lại. Để lên hàng thứ tư, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba này mình móc vào một mũi móc đơn. Hai chân móc tiếp theo mình sẽ giảm mũi nha các bạn. Giảm mũi xong, chân móc tiếp theo mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Sau đó mình đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại.
Tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích, mình kéo ra một đoạn len rồi mình cắt len nha. Các bạn nhớ chừa ra một đoạn len dài để một lát nữa mình khâu phần đầu nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần đuôi nha các bạn. Phần đuôi thì mình sẽ làm bằng dây len màu trắng nha. Đầu tiên thì mình cũng tạo một cái vòng tròn ma thuật và mình sẽ móc vào đó là 6 mũi móc đơn nha. Ngay tại đây mình cũng móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. 5 mũi. Và 6 mũi. Mình cũng nắm cái sợi len ngắn này nè, mình kéo cho cái vòng nó siết lại. Mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc một mũi trượt để mình kết cái vòng đầu tiên này lại. Để lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai này mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo này mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo này mình sẽ tăng mũi. Chân móc tiếp theo này mình móc vào một mũi móc đơn. Và chân móc tiếp theo này mình sẽ tăng mũi. Tức là hàng này mình sẽ móc với cụm XV các bạn và mình sẽ lặp lại 3 lần. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 mũi. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái vòng này lại nha. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này, đầu tiên mình sẽ móc liên tiếp là 2 mũi móc đơn. Chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Đến chân móc thứ ba mình sẽ tăng mũi. Hàng này chúng ta sẽ móc cái cụm là 2 mũi móc đơn, sau đó chúng ta tăng mũi và mình sẽ lặp lại cái cụm này 3 lần nha các bạn. Móc xong hàng thứ ba này chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi. Như vậy chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo cũng một mũi móc đơn. Là mình được 2 mũi móc đơn liên tục rồi. Đến chân móc này thì mình sẽ tăng mũi nha. Mình được 2 cụm, bây giờ mình còn một cụm cuối cùng nữa. Đây mình móc xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình cũng móc một mũi trượt để kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ tư, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư này, mỗi một chân móc như thế này các bạn móc vào giúp mình một mũi móc đơn nha. Và mình sẽ móc tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Đây mình móc xong hàng thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kéo cái hàng này lại. Tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Mình sẽ kéo ra một đoạn len rồi mình cắt len nha. Tới đây là mình đã làm xong phần đuôi rồi đó các bạn. Các bạn cũng nhớ chừa ra một đoạn len dài để một lát nữa mình khâu phần thân nha. Như vậy là mình đã móc xong từng bộ phận rồi đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ khâu ráp lại nha. Ở đây thì mình đã dùng ghim để mình cố định các bộ phận mà mình chuẩn bị khâu đó các bạn. Mình sẽ dùng ghim để cố định như thế này. Để khi các bạn khâu á, thì các bộ phận mình nó sẽ hài hòa và cân đối nha. Bây giờ mình sẽ khâu phần tay trước nha.
Tiếp theo thì mình sẽ khâu phần chân nha. Phần chân thì mình sẽ dùng len màu cam để khâu nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng keo nến để mình dán phần mắt nha các bạn. Còn phần đuôi phía sau các bạn, mình khâu tương tự như mình khâu phần phần mỏ nè các bạn. Mình cũng đặt vào, sau đó mình khâu xung quanh nha. Khâu xong thì mình sẽ có hình dạng như thế này nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm cho cái bé vịt này một cái khăn choàng nha. Mình sẽ làm bằng dây len màu xanh nha các bạn. Mình sẽ lấy dây len màu xanh và mình móc lên 32 mũi móc xích nha các bạn. Đầu tiên thì mình cũng tạo một cái nút thắt trước. Sau đó thì mình sẽ móc lên 32 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 Sau khi mình móc đủ liên tiếp 32 mũi móc xích rồi, sau đó thì mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ 3 tính từ kim móc nha các bạn. Đây là chân móc đầu tiên, đây là chân móc thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba này và mình móc vào đây một mũi kép đơn nha. Mình quấn một vòng lên, đâm kim vào chân móc thứ ba này. Mình lấy lên lên. Quấn lên, kéo lên qua hai vòng dây đầu tiên. Mình quấn lên, kéo lên qua hai vòng dây cuối cùng. Hàng này chúng ta sẽ móc toàn bộ là một mũi kép đơn vào mỗi một chân móc nha các bạn. Đây chân móc tiếp theo, mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết cái dây bính này nha. Cứ mỗi một chân móc thì mình móc vào một mũi kép đơn. Đó, các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết cái dây bính này nha. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ có một cái dây như thế này. Bây giờ thì mình sẽ buộc cái khăn quàng này vào cái phần cổ của bé vịt này nha các bạn. Cách buộc có thì tùy mỗi bạn thôi, các bạn mình thích cột sao thì mình cứ cột vậy nha. Mình thì mình cột như vậy. Như vậy là mình đã móc xong bé vịt rồi đó các bạn. Hy vọng là các bạn xem đến đây thì cũng đã móc xong cho mình một bé vịt đáng yêu như thế này nha. Một đang cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.